Ok, xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái trả bài, đó là điềm báo hiệu nào sắp tới trong cái tình yêu của bạn. Hoặc là trong cái tình yêu của bạn có cái điều gì sắp tới ha. Hay là người cũ quay về hay là người mới tới vân vân ha. Nhưng mà nó sẽ là rộng lớn hơn. Thử xem coi là mình có những cái chuyện gì trong cái tình yêu sắp tới ha. Thì mình sẽ cố gắng trả bài chung đều đặn hơn. Bởi vì dạo này mình bị một số cái năng lượng nó không được tích cực, cho nên là mình phải có cái sự nghỉ ngơi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tụ bài số 1 được chưa? Bạn nào mà chạy bài riêng thì inbox Facebook cho mình ha. Bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn ha. Điềm báo hiệu nào sắp tới trong cái tình yêu của bạn? Ok, love. Trong các câu chuyện tình cảm của bạn á, nó bị một cái vấn đề rất là lớn về cái câu chuyện về việc là lòng tin hoặc là niềm tin tưởng. Có thể sẽ có một cái tin tức đến, hoặc có một cái sự liên lạc đến, hoặc là trong một cái nhóm bạn, trong một cái nhóm xã hội, hoặc là cái điều gì đó ha. Nó có những cái thông tin tin tức nào đó mà nó làm cho bạn có những cái sự nghi ngờ, hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến cái tình cảm của bạn mà làm cho bạn phải suy xét, suy tính lại. Hoặc là đôi khi cũng chính những cái điều đó nó mang đến cái sự cãi vã trong cái câu chuyện tình yêu của bạn, hoặc là mang đến cái việc là hiểu lầm trong cái tình yêu của bạn ha. Thì mình thấy rằng là bạn nên cởi mở một chút xíu nữa, bạn nên tích cực một chút xíu, bạn nên nhìn nhận mọi thứ khách quan một chút. Và quan trọng là bạn không được đem những cái tổn thương cũ của những cái câu chuyện cũ, hoặc là tổn thương từ từ khi mà giống như là nó là một cái nỗi đau mà nó ẩn từ gia đình của bạn, là từ cái gia đình mà bạn đã đổ vỡ, mang vào trong cái cuộc sống tiếp theo, hoặc là trong đối với cái người này. Mà cái trong cái tụ bài này là nó rất là cần một cái thuộc về cái sự niềm tin tưởng ha. Mình thấy rằng là có thể là bạn sẽ có những cái người bạn mới ha, và những cái người đồng nghiệp mới trong cái cuộc sống của bạn, trong cái câu chuyện tình cảm của bạn. Thì nếu mà lần tiếp theo mà nó có đến thì mọi thứ nó, cái người mới hoặc là bất cứ ai đến trong cái tình cảm của bạn tiếp theo á, nó sẽ rất là an toàn. Có thể người đó là có thể là cung lửa ha, bạch dương mã sư tử, nó sẽ rất là an toàn. Lý do là vì sao? Bởi vì bạn chọn lọc và bạn cần sự an toàn. Mình thấy bạn suy xét rất là kỹ, và thậm chí sắp tới có thể bạn rời đi khỏi một mối quan hệ, hoặc bạn im lặng trong một mối quan hệ, hoặc là bạn suy xét lại về một mối quan hệ ha, mà cái người đó có thể là cung bạch dương như mã hoặc là sư tử. Tại vì mình thấy rằng là mình sẽ cảm thấy là tiếp theo á, nó sẽ rất là cần cái sự chọn lọc của bạn. Tại mình thấy tình cảm của bạn không xấu ha, trong cái thời gian tiếp theo tình cảm của bạn không xấu, nhưng mà có quyết định chọn, hoặc có quyết định quay lại, hoặc có quyết định vui vẻ trở lại hay không á, thì cái đó là chuyện là bạn được quyền quyết định. Nhưng mà mình cảm thấy hoàn toàn không tiêu cực, bạn có thể kiểm soát được. Và cái đối phương của bạn là cái người mà họ chờ sẵn đó, họ chờ bạn để khi nào mà bạn thoải mái và bạn có thể là yêu cái người đó nhiều hơn, hoặc là cái đối phương đó với bạn có rất nhiều cái cảm xúc, rất nhiều cái tình cảm ở đây ha. Ở trong đây á, nó có năng lượng của những cái bạn nào mà kiểu là đã rời khỏi một cái mối quan hệ cũ rồi á. Mình sẽ không nói rằng là cái người đó quay trở lại hoặc như thế nào, nhưng mà mình thấy là cái người đó vẫn còn nghĩ về bạn. Và mình cảm thấy là cái người đó họ mất đi cái hy vọng trong cái mối quan hệ tình cảm với bạn. Bởi vì họ nghĩ rằng là bạn đã chọn một người khác, và bạn đã có một cái người khác ở đây. Mình thì mình lại cảm thấy rằng là bạn mang nhiều cái năng lượng thu hút hơn là cái việc là có nghĩa là bạn cũng nằm ở cái vị thế trên trong cái mối quan hệ tình cảm này. Cho nên là bạn phải thay đổi cái cách suy nghĩ, hoặc là cởi mở hơn trong cái câu chuyện tình cảm này ha. À, mình thấy rằng là bạn nên có cái việc là có cái vấn đề gì thì mình phải nói với nhau, chứ không nên im lặng. Ở đây mình cảm thấy có một cái năng lượng mà chính bản thân bạn cũng thu hút người khác khi mà bạn im lặng nha. Có nghĩa là bạn không nói với người ta, hoặc là bạn im lặng, bạn tập trung, bạn sống á, thì nó vẫn là làm cho cái người đó, làm cho cái đối phương của bạn họ cảm thấy
họ cần bạn nhiều hơn đó. Và mình cảm thấy là trong đây thì có rất là nhiều cái cảm xúc ở trong này. Câu chuyện tình cảm tiếp theo của bạn rất là đẹp, tình yêu, niềm vui, người đó họ chờ bạn, họ chờ sự sẵn sàng của bạn. Và hãy nói cho họ biết là bạn cần điều gì, họ sẽ đáp ứng cho bạn. Ở đây thì thật sự mình cảm thấy là đối với bạn á, hoặc là đối với cái tình cảm tiếp theo á, hoặc là sắp tới á, thì cái điểm báo hiệu là bạn vẫn còn có cái sự lăn tăn, bạn vẫn còn có cái sự chưa tin tưởng ha, hoặc là có thể bạn nhận được một số cái lời mời, một số cái email, một số cái điều gì đó trong như là thông điệp ai mang đến từ, hoặc là từ người bạn, hoặc là từ những cái nhóm bạn xã hội, hoặc là từ một cái nhóm bạn vân vân á ha. Bạn có thể gặp được nhiều người mới, nhưng mà vui vẻ là tốt đó, và đừng quá hoài nghi, coi như là cứ tích cực, cứ cởi mở, cứ khách quan một chút xíu, từ từ, đừng có đặt tình cảm sớm thôi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy bạn ở cái vị thế là thu hút, và thậm chí là bạn còn được người khác rất là thích nữa, nhưng mà bạn vẫn chọn cho mình một cái vùng an toàn nhất định, là bạn có thể là bạn chưa bước ra, hoặc là bạn cần xem xét thêm. Nhưng mình thấy cái người mà đến với bạn có thể là người người soulmate của bạn nha. Trong đây một số cái năng lượng thì mình cảm thấy là có năng lượng của Twin Flame ở đây nữa, và mình thấy rằng là bạn cần nhiều hơn cái sự tin tưởng bản thân mình và tin tưởng cái đối phương ha. Nếu như bạn với người này cãi nhau thì cái thời gian im lặng này để chữa lành và học cái cách để mà mình kiểm soát không cãi nhau, hoặc là không ghen tuông quá đáng nữa, để tìm thấy một cái sự bình yên, để tin tưởng lại và để tiếp tục có cái sự thành công. Sắp tới có thể là bạn rất là vui vẻ và hạnh phúc luôn, giống như là có cái sự đoàn tụ, có cái sự kết nối lại, có cái sự gọi là hòa hợp lại ha nha. Cho nên bạn nào mà chờ đợi một cái người nào mà có cái sự hiểu lầm với bạn á, thì coi chừng là có cái sự nói chuyện trở lại nha. Một người cung lửa Bạch Dương như mã sư tử, mà mình thật ra mình cảm thấy là một cái năng lượng mà năng lượng đi chơi, năng lượng vui chơi nha, mình cảm thấy như vậy. Cái năng lượng này thì nó nhìn chung cái trải bài này nó không hề tiêu cực luôn, nó rất là tốt, nó rất là hạnh phúc trong cái thời gian sắp tới. Ở thời gian này mình không biết, nhưng thời gian sắp tới bạn rất là hạnh phúc và bạn rất là kết nối, rất là vui vẻ. Có vẻ như là cái bài học mà về việc là mình phải nói ra, hoặc là mình phải trao đổi với người đó, hoặc là cái cách nào mình nói để cho cả hai người hòa đồng vui vẻ lại với nhau á, là cái bài học của bạn, và bạn học được, và phía trước là sự thành công hoàn toàn, rất là tuyệt vời. Chúc mừng bạn nào chọn cái tù bài này. Giờ mình sẽ đến cái tù bài số 2 ha, cái viên đá này hả bạn ha. Ở đây bạn nào chọn cái tù bài này thì cái người cũ của bạn sẽ có thể là sắp tới bạn có thể là sẽ có một cái sự khó chịu về cái cảm xúc mà người mới của ông là người cũ quay trở về, hoặc là một số cái cảm xúc này mà bạn cần phải thanh lọc, và bạn cần phải bỏ qua cái sự lo lắng đó. Bởi vì mình cảm thấy là cái câu chuyện rồi, là cái điềm báo hoặc là cái tình yêu sắp tới ấy, nó cảm thấy là nó hơi kiểu là lo lắng ha, nó hơi kiểu là lo lắng, nó hơi kiểu là phân tâm, nó hơi kiểu là mình không có cảm thấy trọn vẹn. Mình đang đi tìm cái người đúng của mình, đang đi tìm một cái linh hồn mà có thể gọi là sẻ chia, hoặc là mang đến cho mình cái sự bình yên ha. Cái người cũ của mình có thể quay lại trong cái câu chuyện tình cảm của bạn, nhưng mà mình cảm giác là cái năng lượng của cái đối phương đó, cái người nam đó, hoặc là nói chung nó có một cái năng lượng gì đó mà nó rất là cô đơn, nó rất là buồn, nó rất là một mình, nó rất là lo lắng, nó rất là kiểu như là có sự giấu giếm, có sự lấp liếm ha. Có nghĩa là thí dụ như là bạn với cái người này là một cái mối quan hệ mà chưa có open lắm, kiểu là nhiều thứ nó còn lo lắng ở trong lòng, hoặc là giấu giếm trong lòng. Và có thể là bạn với người này là một cái năng lượng mà coi như là cũng thuộc dạng là mình đã có người hôn phối ràng buộc rồi nha. Loving woman, mình nghĩ là bạn sắp tới trong câu chuyện tình cảm của bạn là bạn gặp lại người cũ, bạn sẽ kết nối lại người cũ bởi vì cái sự nhớ nhung. Nhưng mà cái năng lượng này thực sự là nó quay về bản thân của bạn nhiều hơn là cái việc là quay về với người cũ. Tại sao? Tại vì cho dù người cũ có quay lại thì
cái năng lượng tiêu cực của người cũ. Cho dù người cũ có quay lại hay không thì năng lượng tiêu cực của người cũ cũng vẫn đang áp đảo, vẫn đang đặt nặng lên trên câu chuyện của bạn. Và bản thân của bạn thì muốn mình phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bạn muốn chạm vào cái mong muốn thật sự, cái sự thanh khiết, cái sự tinh khiết, giống như là cho dù người cũ có quay lại mà với một cái tình yêu nào, một cái tình yêu mà bạn cảm thấy rằng là mình xứng đáng thì bạn mới chịu, còn không thì cái sự nóng giận trong lòng bạn nó sẽ trỗi dậy. Hoặc là có thể rằng là cái tình yêu đó nó sẽ chớp nhoáng, kiểu giống như là quay lại với lại cái sự gọi là quần vũ mây mưa với nhau, xong rồi mình lại tiếp tục rời đi. Hoặc là những cái điều mà quan trọng nhất, trọng điểm nhất để mà giải quyết cho cái mối quan hệ này, ví dụ như là tôi cần được sự tôn trọng nhiều hơn, tôi cần được yêu hơn, tôi cần thế này thế nọ thế kia, thì hoặc là tôi cần bạn bên cạnh, hoặc là anh bên cạnh, hoặc là cái người đó bên cạnh cái lúc mà mình cô đơn hoặc là mình cần thiết nhất á, thì lại không 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 được á. Đó thì mình muốn giải quyết những điều đó nhưng mà rốt cuộc là không giải quyết được á, thì cái câu chuyện này là mình thấy là người cũ rất là nhiều ở đây nha. Và bạn muốn người mới thì bạn phải cân bằng lại cuộc sống của mình và phải rời đi khỏi cảm xúc cũ, thì bắt đầu mới có những cái điều mới. Và ở đây mình đánh giá cái điều mới á, thì nó sẽ là gì, nó sẽ là những cái điều mà bạn muốn làm, bạn sẽ triển khai làm, bạn muốn làm, hoặc là những cái cơ hội mà bạn nhìn thấy được trong cuộc sống ngoài cái câu chuyện tình cảm để bạn làm. Ở đây là nó có một cái sự đột ngột sụp đổ trong cuộc sống của bạn để thay đổi lại cái dòng xoay hoặc là cái quy trình trong cuộc sống của bạn, hoặc là tìm lại cái nền tảng đúng đắn của bạn, hoặc là đưa bạn trở về với lại cái tình yêu bản thân mình thật sự với cái nguồn năng lượng cao hơn ha. Có nghĩa là bạn trải qua cái này xong rồi bạn năng lượng của bạn sẽ rất là cao, có nghĩa là bạn đề kháng nhiều hơn với lại những cái nỗi đau nỗi buồn hoặc là cái tình yêu nào mà bạn sẽ lúc đó, có thể bạn sẽ chọn lọc được rõ hơn những cái người, những cái tình cảm nào mà nó xứng đáng kiểu vậy ha. Và bạn sẽ đạt được một cái sự thành công nhất định nha. Sự thành công nhất định. Mình nghĩ là đối với các bạn nào mà chọn tụ bài này, có vẻ như là trực giác của bạn cũng tăng lên khá là lớn, khá là nhiều. Có thể bạn có may mắn một chút về tiền bạc ai đó cho bạn ha. Ok. Mình sẽ kết thúc cho bài này ở đây ha. Bạn nào chơi bài riêng thì bóc Facebook cho mình nha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3. You deserve love, true love. Trời, cái tụ bài này đẹp nè bạn ơi. Cái tụ bài này rất là đẹp. Bạn sẽ có những cái cơ hội lãng mạn. Ồ, cái điều gì đó mà bạn cảm thấy rất là lãng mạn. Mà mình nghĩ ở đây là cái người này có thể là quá trời là lãng mạn. Ở đây mình cảm thấy cái điều gì? Ở đây mình cảm thấy là một cái niềm tin rất là mãnh liệt về những cái sự lựa, nói chung là một niềm tin rất là mãnh liệt về cái sự lựa chọn về tình yêu của bạn. True love. Cái thông điệp tiếp theo đó là bạn xứng đáng được yêu thương, bạn gặp được ai đó là một cái người true love, tình yêu thật sự của bạn. Và cái người này họ là một người đáng tin cậy, là một người trung thành. Có thể họ sẽ đến từ những sự lựa chọn của bạn. Ví dụ bạn có tới 3-4 người theo bạn, hoặc là bạn có tới 2-3 người làm bạn, là những người bạn của bạn, và họ muốn bước tới cái tình cảm với bạn, thì tình cảm này nó như vậy. Nó là một người bạn đồng hành, là một trong những sự lựa chọn của bạn. Đôi khi á, nó cũng không hẳn rằng là bạn sẽ phải là rất yêu người này, nhưng mà người này sẽ là một sự lựa chọn rất là đúng đắn của bạn. Bởi vì bạn cần cái gì, bạn cần những cái gì thì người này sẽ đáp ứng cho bạn cái đó. Bạn cần sự rõ ràng, người này sẽ nói chuyện rõ với bạn, họ sẽ quyết định rõ ràng cho bạn. Bạn cần người này gọi là mang bạn đi đến một cái chốn nào đó mà nó bình yên, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, mà chỉ có giống như là để mà bạn có thể hưởng thụ cái cuộc sống của mình, người này sẽ làm như vậy. Thấy cái người này đi đến với lại một cái sự chân thành, ông rất cực kỳ là chân thành, và với cái đóa hoa trên tay, họ thật sự là dành hết tất cả cho bạn. Và mình cảm thấy là
cái người này đến để đánh dấu một cái chu kỳ về cái tâm hồn của bạn, về cái linh hồn của bạn nó đi đến đúng đường, đúng hướng, và nó đi đến với cái năng lượng rất là cao. Vũ trụ, vũ trụ gọi là sao ta, hỗ trợ rất nhiều cho cái câu chuyện này. Người này có thể là cung Bạch Dương, Kim Ngưu, hoặc là bất kỳ cái cung nào, nhưng mà cái người này đến là một cái nền tảng vững chắc. Nhưng mà bạn có tin hay không, nếu như mà bạn tin người này thì bạn nên đặt cho họ một cái niềm tin, hy vọng và tình yêu vào trong đó. Bởi vì thực tế là bản thân của bạn thì có một, giống như bản thân của bạn hoặc là nói chung về cái câu chuyện tình cảm của bạn, nó rất là dễ bị vô những cái vấn đề về việc là nó soi chính bản thân của mình trong một mối quan hệ, cái sự tự ti của mình, cảm thấy là mình bé nhỏ, cảm thấy là mình khó có thể có được điều gì đó, hoặc là luôn luôn đặt mình vào trong một cái sự đấu tranh về mặt nội tâm, sự đấu tranh ha. Mình cảm thấy là bạn nên cân bằng một chút xíu trong cái câu chuyện tình cảm của bạn. Tương lai, trong thời điểm sắp tới, những cái sự báo hiệu của bạn đó là bạn sẽ cần phải tìm cái sự cân bằng. Bạn cần phải cố gắng cho mối quan hệ bằng một cái sự thực tế chứ không phải là những cái tình cảm hão huyền ha. Đó là như vậy, là bạn cần phải cùng nhau vượt qua khó khăn, bạn cần phải làm sao, gọi là có cái sự thảo luận để mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn cho cái câu chuyện tình cảm của hai người. Và bạn đừng bao giờ cảm thấy là mình sẽ là người thua cuộc hoặc là bị người khác quay lưng, hoặc là cái kiểu đó, cái cách suy nghĩ đó nó sẽ chỉ là dành cho những người thất bại. Khi mà những người nào mà có cái suy nghĩ đó thì họ sẽ thất bại trong tình cảm. Lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng là mình sẽ phải làm chủ được, mình xứng đáng được yêu thương, và mình sẽ tìm được một cái người mà họ yêu thương mình đúng, và mình sẽ lựa chọn được cái điều đó. Nhưng cái câu chuyện tình cảm sắp tới của bạn á, nếu mà bạn gặp đúng cái người này á, thì rất là tốt ha. Còn nếu như mà bạn chưa gặp được người này, giống như là hiện tại là bạn chưa gặp được và bạn còn đang chờ cái nền tảng của cái người này đến á, thì bạn cũng sẽ phải rất là vất vả để mà vượt qua được chính cái bản thân mình, để thấy được giá trị của mình, thấy được mình cần phải được yêu thương như thế nào, hoặc là mình xứng đáng được yêu thương như thế nào ha. Mình cảm thấy là bạn thiếu cái câu chuyện tình cảm này, hoặc là sắp tới bạn sẽ có được tình yêu chân thật, nhưng mà bạn có biết giữ và biết xây đắp nó hay không, bạn có đặt niềm tin vô nó hay không, hay là bạn rất là hoài nghi, hoặc là bạn không có tự tin. Tại mình thấy bạn với cái người này là có cái sự cuốn hút với nhau nha, có cái sự cuốn hút với nhau. Có thể bạn với cái người này bắt nguồn từ người bạn, hoặc là từ những cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng dễ thương đó. Mình thì cảm thấy rằng là bạn sẽ chinh phục được cái người này, bạn chinh phục được cái người này. Bạn là cái người mà gọi là ở cái vị thế là thu hút cái người này ha. Ở trong đây á, thì trong cái câu chuyện tình cảm á, thì báo hiệu sắp tới á, không không tiêu cực, nhưng mà nó có một số vấn đề về chính bản thân của bạn ha. Đó, đó là cái gì? Đó là cái việc là bạn cần phải, nếu như bạn muốn một mối quan hệ tốt thì bạn phải xây dựng, chứ không thể nào nó có sẵn cho bạn. Vì cái nền tảng của bạn á, nó đã có được một cái gì đó mà nó rất là trung thành này, nó rất là tốt rồi. Thì bây giờ bạn phải xây dựng tiếp tục, bạn phải tìm ra được cái sự lãng mạn của bản thân mình, bạn mong muốn sự lãng mạn như thế nào, như thế nào gọi là lãng mạn đó, thì bạn mới có thể là. Còn nếu như mà trong cuộc sống của bạn quá phân vân giữa những cái lựa chọn ha, có thể sắp tới bạn sẽ phải lựa chọn một người trong số những cái người đó đó, và bản thân của bạn lại quá là phân vân và không có chọn được, không có phân định được, không có cân bằng được, không có biết được để mà bạn đi đúng hướng á. Bạn quá là phân vân, bạn cứ hết người này, bạn suy nghĩ người này, người kia, người nọ. Thì thay vì vậy, bạn chọn đúng một người và bạn đặt niềm tin vào cái người đó, và bạn cố gắng để xây dựng cái mối quan hệ đó, thì vũ trụ sẽ giúp đỡ cho bạn. Và mình thấy là bạn có một cái sự may mắn về mặt vũ trụ, vũ trụ đứng đằng sau lưng rất là hỗ trợ cho bạn. Thấy không? Mang đến cho bạn một cái người mà yêu thương bạn. Nhưng mà bạn phải chọn đúng, mà muốn chọn đúng thì bạn phải dựa vào trực giác, bạn phải phân định rõ ràng, phải phân định rõ ràng về người đó yêu bạn thật hay không, như thế nào, đặt niềm tin lên cái người đó, hoặc là mang đến cho họ những cái thử thách như thế nào. Mình đó là mình thấy cái người đó, cái người nào mà cái người đó đó họ lại gọi là sắp xếp cho cái sự xây dựng của bạn ha,
sắp xếp cho cái sự xây dựng cuộc sống của bạn, thì cái người đó được. Thí dụ như họ đến với cái cuộc sống của bạn với cái sự tự nguyện, và họ sẽ sắp xếp để mà ổn thỏa cuộc sống của hai người, hoặc là để đến với cuộc sống của bạn tốt hơn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cho bài này ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài sau.